Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định đã chia sẻ những thành tựu rực rỡ của kỳ đại hội vừa qua. Hòa Thượng cũng đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ quan trọng của giáo hội trong 5 năm tiếp theo, được đại hội biểu quyết thông qua. Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã tặng hoa chúc mừng thành công của đại hội và chúc mừng Hòa Thượng Thích Quảng Hà đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dịp này, Hòa Thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cũng chia sẻ về công tác tổ chức đại hội, những khó khăn, thuận lợi và cả thách thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, Hòa Thượng Sách Tấn Chư Tôn Đức Giảng Sư, Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định phải nỗ lực hơn nữa trong đào tạo và học tập để chung tay xây dựng mái nhà chung của giáo hội. Tại buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, không gian văn hóa với các mô hình, tiểu cảnh được bài trí đẹp mắt, mang đậm hồn cốt dân tộc, đã tạo nên bầu không khí hân hoan cho ngày vui của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo ba tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình nói riêng. Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển là chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân hơn 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam. Kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội lần thứ 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nơi hội tụ sức mạnh, đồng tâm hiệp lực để phụng sự đạo pháp và dân tộc, nêu cao kỷ cương, hoàn thành xuất sắc các Phật sự đề ra trong thời gian tới.